chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết, 5 người bị thương, đến thời điểm hiện tại, tài xế container đã bị khởi tố bắt tạm giam. Cụ thể, chiều ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tân, sinh năm 1985, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua kiểm tra nhanh cả hai tài xế không vi phạm nồng độ cồn, các phương tiện đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông theo quy định. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giữa xe container và xe khách khiến 5 người tử vong là do xe container đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái, dẫn đến va chạm xe khách chạy ngược chiều. Trước đó khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, ô tô khách mang biển kiểm soát 23F000XX do Phan Văn Quy, sinh năm 1983, thường trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang-Tuyên Quang. Đến km 151 thì xảy ra va chạm với xe container mang biển kiểm soát 15C075XX do Lê Văn Tân điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến ô tô khách biến dạng, phần giường nằm bị bẹp. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang được huy động để cắt rỡ, cứu những người bị nạn. Còn xe container bị lật đổ ra đường. Vụ tai nạn khiến 5 người đi trên xe khách tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông. Các nạn nhân tử vong gồm LHHQ, sinh năm 1989, trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. VTMT, sinh năm 1998, trú tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. VHC, sinh năm 1987, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. TNTGV, sinh năm 2000, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Và VCC, sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 17 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Tuyên Quang. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành công điện gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn và năm 2024, đặc biệt là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe hoặc không có làn dừng khẩn cấp. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô gây hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 06 ngày 15 tháng 2 năm 2024 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cùng đó, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nâng cao ý thức của doanh nghiệp, người lái xe trong bảo đảm an toàn giao thông. Đặc biệt chú trọng thực hiện các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, khoảng cách giữa các xe trên đường cao tốc, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải, chở đúng số người quy định. Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các khu quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, đặc biệt là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe hoặc không có làn dừng khẩn cấp. Tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, kịp thời bổ sung các kết cấu hộ lan, ốc cứu nạn tại các đoạn đèo dốc trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong cả nước. Phối hợp với các sở giao thông vận tải để quản lý hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải như về tốc độ, hành trình hoạt động, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái xe thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe ô tô để xử lý vi phạm theo quy định.
Đối với các sở giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống vạch sơn, báo hiệu đường bộ, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông, khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở. Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện, người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện theo quy định. Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên các đoạn tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cần khắc phục trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế đường cao tốc sắp được ban hành. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, các chuyên gia về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế đường cao tốc. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 5 tháng 3 trước khi được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký ban hành. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành 3.000 km đường cao tốc, đến năm 2030 cơ bản hoàn thành 5.000 km. Đến đầu năm 2024, cả nước đã có gần 2.000 km đường bộ cao tốc trải dài từ Bắc đến Nam. Ngày 18 tháng 2, vụ tai nạn thảm khốc trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế làm 3 người tử vong đã bộc lộ những bất cập trên các tuyến cao tốc hiện tại. Tuyến cao tốc này dài hơn 98 km được đưa vào khai thác cuối năm 2022 với quy mô 2 làn xe, trừ một số đoạn cho phép vượt được mở rộng 4 làn xe. Bên cạnh nguyên nhân chủ quan do lỗi ý thức của người tham gia giao thông, nhiều ý kiến cho rằng có cả nguyên nhân do thiết kế cao tốc 2 làn xe, không có giải phân cách cứng, tạo nút thắt cổ chai khi nhập làn đã tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Bà Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ khi đưa vào khai thác đến nay, trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn xảy ra nhiều vụ tai nạn. Là người hay lưu thông trên tuyến cao tốc này, bà Sửu cho biết cảm thấy rất bất an. Nhiều bất cập của tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn nói riêng và những tuyến cao tốc hai làn xe, không có giải phân cách, thiếu làn dừng khẩn cấp đã được chúng tôi phản ánh thông qua các kỳ họp Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bà Sửu cho hay, sau vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, bà Sửu đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cùng các chuyên gia giao thông thị sát đoạn cao tốc này để ghi nhận những bất cập trong việc tổ chức giao thông, thiết kế tuyến đường. Tôi mong ngành giao thông sớm nâng cấp tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn lên ít nhất là 4 làn xe, chỉ có như vậy mới hạn chế được tai nạn. Bà Sửu kiến nghị. Còn theo đại biểu Quốc hội Trần Văn Tiến, Đoàn Vĩnh Phúc, ngành giao thông cần nâng cấp các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe. Theo ông, vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn ngoài lỗi của người lái xe còn một phần do tuyến đường cao tốc quá hẹp, gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện. Do đó, đã là đường cao tốc thì ít nhất phải có 2 làn xe và một làn dừng khẩn cấp mỗi chiều để bảo đảm an toàn giao thông. Không chỉ các đại biểu Quốc hội lên tiếng, tháng 10 năm 2023, qua khảo sát, Bộ Công an cũng đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải khắc phục ngay những bất hợp lý về việc xây dựng và tổ chức giao thông trên 7 đoạn tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc gồm Cam Lộ La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Nha Trang Cam Lâm, Nội Bài Lào Cai, Cao Bồ Mai Sơn Quốc lộ 45, Trung Lương Mỹ Thuận Hà Nội Thái Nguyên. Theo Bộ Công an, tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn chỉ có 2 làn xe, bề rộng đường 23m, cứ 10km bố trí một đoạn vượt xe, có quy mô 4 làn xe. Đoạn đường tương đương đường cấp 3 đồng bằng, giống đoạn Túy Loan La Sơn, với lưu lượng 1.500 lượt phương tiện ngày đêm. Từ khi thông xe, ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, thời điểm Bộ Công an gửi văn bản tới Bộ Giao thông Vận tải, đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông. Theo ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục đường cao tốc Việt Nam, cả nước có gần 2.000 km đường cao tốc, song quy mô không đồng đều, có cao tốc phân kỳ đầu tư, có cao tốc phân kỳ đầu tư 2 làn xe, hay có tuyến gọi là tiền cao tốc. Đối với phân kỳ đầu tư cao tốc, dự thảo quy định tuyến cao tốc có cấp quy hoạch cao hơn sẽ được làm ở mức tối thiểu. Ví dụ, theo quy hoạch tuyến đường cao tốc đó là 4 làn xe, dứt khoát không phân kỳ. Quy hoạch 6-8 làn xe có thể phân kỳ đầu tư theo 4 làn, mỗi bên 2 làn và có làn dừng đỗ khẩn cấp. Khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.